đau, bạn ơi, đau 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 là đừng làm mình đau. Đừng làm mình đau bạn nhé, bạn dám bắn mình à? Lao nhá là sự đê. Hello, xin chào cả các bạn đã quay trở lại với cả channel mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là cho bạn coi thêm một video nữa. Và rồi các bạn ạ, ở cái video này thì mình sẽ mốt một cái skin khá là đặc biệt luôn. Và với những các bạn nào mà đã theo dõi bộ phim đấy là 7 viên ngọc rồng trên hoạt hình ấy, thì chắc đã biết qua về cái nhân vật đấy là nhân vật Vegeta đúng không mọi người? Đấy. Thì nếu mà chúng ta gọi là mốt cái nhân vật Vegeta bình thường thôi thì nó sẽ không được vui cho lắm. Nên là lần này mình sẽ mốt cái bộ đồ cực kỳ là đẹp luôn, đấy là Super Saiyan Blue mọi người ạ. Đấy. Cực kỳ đẹp của cái nhân vật Vegeta mọi người nhá. Thì tí nữa để mình xử xong thanh niên này, sau đấy mọi người mình sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng toàn cảnh với cái bộ đồ này. À, mày thì rồi em ơi, giời ơi, chơi tôi á, vớ vẩn đang sạp gì các bạn thì ông đừng bắt động người tôi nhá, ông nhá, hiểu không? Ngoài ra tôi gọi là bật cuồng nộ này phát rồi tôi đấm ông không chịu phát nào luôn, hiểu không? Xem xung quanh cu bờ chưa? Ơ, bỏ lạc đi rồi mày đây, mày đây mày, đau bạn đây, đau là đừng làm mình đau bạn nhé, bạn ra bắn mình à? Làm nhá là sự đê, cái gì? Ấy? Ui, giật cả mình luôn, vãi cả trưởng luôn cái hồng tính, nó rơi đúc một phát luôn anh em ạ, không báo trước gì à? Mẹ tiên sư là phi công rồi nữa. Gọi là tìm tôi tí đã rớt bố nó ra ngoài luôn rồi anh em ạ, em tin được quả đấy không? Quả không để ý cái, không để ý một cái là chắc chắn là học thính này là rơi thẳng mọi người mình rồi, thế là coi như là end game luôn em ạ. May qua được cái là gọi là mệnh tôi là mệnh lớn nên là không sao. Được rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ chui vào trong nhà và bây giờ cho mọi người xem về cái gọi là toàn cảnh về cái nhân vật Vegeta, bộ trang phục của nhân vật Vegeta luôn mọi người nhá. Mọi người thấy đẹp không? Tóc xanh màu đỏ. Nói đùa thôi, là mình có màu đỏ đâu, tóc xanh nè. Tóc xanh mặt trông nó hơi quạo một tí mọi người ạ. Nó kiểu bị hơi khó ở đấy. À đây rồi, có bò lạc đi rồi. Rồi ôi, ra đây bạn ơi. Mọi người thấy mình để cái bộ trang phục, cái ba lô này kèm theo đó là cái AK gọi là rồng xanh này trông hợp không? Quá hợp luôn, hợp với cả một tóc luôn mọi người ạ. Ơ, bên ngoài có địch này. Ui, đang bắn nhau kìa. Cơ hội chúng ta rồi, từ từ. Đợi nó đứng im cái là mình vuốt phát vào đầu nó luôn mọi người nhá. À mà chạy xuống à? Cơ hội chúng ta thôi, từ từ. Thế bây giờ chúng ta chạy thẳng lên phía trên và xử lý thanh niên thôi chứ còn gì nữa đúng không? Chần chừ làm cái gì? Nào lung linh là lên luôn. Chạy đâu rồi bạn ơi? Mình đoán là thằng này nó chỉ chạy ở quanh khu này thôi, không chạy đâu xa được mọi người. Đấy bắt đầu nổ súng kìa. Gì đấy? Nào gì đấy? Bắn đi. Đúng rồi, bắn nhau đi để tôi xin một cái mạng, không hiểu không? Đúng rồi, còn một thanh niên nữa thôi. Làm gì bạn ơi, đừng có nó do mà. Để lấy ra đi. Thầy nó cũng không gọi là lo do vãi chửa luôn. À đừng bắn luôn keo gì cả. Nào cắt sọ này. Vỡ đầu này con chó rồi. Ôi bắn ai hả bạn? Thế là mạng của bạn lại đi rồi bạn ạ. Và phía này thì mọi người thấy là vừa lướt qua cái là thấy một cái con khủng long nó chạy lạc ở bên ngoài vườn thú rồi mọi người ạ. Quay trở về sở thú đi bạn ơi. Bạn cứ chạy lạc bên ngoài, gọi là mình gọi là mách an ninh bảo vệ ra khung cổ bạn lại, xích bạn lại bây giờ lại chứ đùa đâu. Xích gì xích chó. À ra đây bạn ơi. Trời ơi, ra đây hiến mạng cho tôi à? Đã bảo rồi, khủng long thì chạy về sở thú đi, cứ chạy lông nga lông ngông phía bên ngoài thì chả bị gọi là tôi đi mách an ninh cho khung cổ xích lại như xích chó à. Đã bảo rồi mà, bảo thích nghe thì chỉ có là gọi là cho lên thiên đàng đâu anh em ạ. Em hiểu không? Ok các bạn, thì nói chung là đầu game các bạn là chúng ta chạy ngang, chạy dọc, chạy tứ phương, chạy quá là nhiều luôn. Thế là mỏi hết cả chân và cũng như là gọi là né được bao nhiêu cuộc hỗn chiến. Nên là bây giờ chúng ta vẫn có thể là sống sót đến bây giờ luôn mọi người ạ. Thế bây giờ chúng ta sẽ xuống phía dưới nhá. Nãy giờ là xử xong hai thanh niên phía dưới này đã kịp bút xác gì đâu. Là bắt gặp được cái con khủng long nó chạy ngọt lạc ở bên ngoài sở thú, thế là lại phải xích cổ lại mọi người ạ. Đây hòm xác này rồi. Nào xích thì bên trong có gì nhá. Ui, trước mặt cũng có cả hòm thính đang rơi nữa kìa. Vãi trưởng luôn. Nào bên trong có gì đây? Đó, ok. Và đúng rồi các bạn nhá, thì thực ra là ngoài cái bộ trang phục ra thì mình đã mốt cái skin Vegeta Super Saiyan Blue này ở cái kênh đấy là kênh HP Verify rồi. Và nếu như bạn nào mà chưa xem ấy, thì bạn có thể là ấn like và nhớ bấm đăng ký kênh HP Verify để ủng hộ cho mình mọi người nhá. Và cái đường link thì mình sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả, mọi người nhớ kích vào đấy là chắc chắn là sẽ nhìn ra thôi. Còn phía bên này vắng quá nhỉ, không thấy người. Ê, gì đấy, thằng nào bắn đây? À mày à? Mày à, bừa ấy, mày bắn ai? Mày bắn ai con chó này? Mày chạy đi đâu chó này? Ông dám động vào người tôi à? Người tôi đã hơi bị quạo gì cái mặt của cái thằng Vegeta, xem có quạo không? Quạo y hệt tôi bây giờ luôn đấy. Đừng có tự bỏ ông, hiểu không? Đấy, mọi người trông chưa? Trông lấp ló chưa? Các bạn nào tôi phải nhìn ở phía sau nữa. Nếu cho mọi người xem toàn cảnh cái là bắt đầu là không nhìn được phía sau, chết bố mẹ. Ok, bọc keo này, đấy. Được rồi, mình sẽ bỏ bắt súng ra. Đấy, có cả cái bom keo và cả lựu đạn gì ổn nhờ. Được đấy, được của nó luôn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy thẳng lên cái khu vực phía trên thôi. Là bây giờ chúng ta kiểm tra xung quanh khu này xem sao nhá. Ui, thằng nào bắn đây?
Tao bắn này, tôi đang lút đồ cũng không yên với ông à? Ơi, bạn làm gì đấy bạn? Bạn để tha cho mình đi, tôi có làm gì ông đâu mà ông cứ cầm súng bắn tôi này, bắn kiểu đi bắn bò lạc này, sao tôi chịu được? Sao tôi chịu được nhiệt hả? Đâu nhỉ? Đéo thấy luôn anh em ạ. Thế sư bắn mình thì nhanh thế. Thế mình quay lại nhìn thấy con nó cái mà nó không cho nhìn luôn mà nó khinh mình. Thôi được rồi, chạy khỏi khu này thôi. Không có rồi. Ở dưới này có xe Lamborghini này. Thế được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cầm xe chạy luôn nhá. Ở dưới kìa. Vãi trưởng này cứ bắn được một phát giấy nó lại quay lại, nó lại núp ở chỗ nào ấy. Méo tìm nhìn luôn em ạ. Tức vãi trưởng luôn, tức ói máu à. Ok, lên xe đi, kệ trà đó. Bây giờ vẫn còn nhiều thanh niên khác mà lo gì. Sớm hay muộn là thanh niên kia cũng phải vào cái vòng bo bé tí thôi. Chạy làm sao được anh em, đúng không? Đâu rồi, người đâu rồi? Nào, bây giờ tôi vòng xe lại chơi ông luôn nhá. Bây giờ ông ở đâu thì mau mau lòi đầu ra. Tôi biết thì tôi sẽ không bao giờ tha, ông hiểu không? Đâu rồi? Người đâu rồi? Không thấy cười đâu không ạ? Lạ sự luôn. Thôi kệ sát thì nó, bây giờ xuống xe chơi đi. Có đây xuống xe nhỉ? Nhưng mà bò với chúng ta còn bé tí này. Còn hai thi điên nữa thôi mọi người ạ. Ê, gì đấy? Bắt đầu đổ súng rồi à? À, thì ra phải chọn chết rồi, đây rồi. Lần này là tôi đã nhìn thấy cái vị trí của mày rồi nhá. Thì đâu chạy đi đâu, khỏi đáng đây ông ơi. Tôi lựu đạn này, cậu lựu đạn mà thẳng mặt nó luôn nhá. Nào, bấm nổ trước này, chạy đâu? Chạy đâu à, nó phi đao mọi người ạ, phi đao, mày dám phi tao à. Mày chết rồi em ơi. À, giờ nó quay ra nó bắn cả bóng keo ấy luôn, căng nhờ thiên nhiên này. Này, ăn quả lựu đạn đi, đây, tôi có sẵn quả lựu đạn, tôi phục ở đây rồi. Nào, ăn quả lựu đạn bà đê, chạy đâu, ôi trời ơi, ông cũng có lựu đạn chơi tôi à, căng thế, nào ra đây, đừng có mà ngại. Sao lại cứ ngại, lom ra lom gióm làm cái gì? Đây này, lom ra lom gióm làm cái gì? Ôi trời ơi, vẫn chặn được cái quả phóng lựu ấy à, mày chạy đâu, nào. Chặn được phóng lựu à? Thế thì chặn làm sao được đạn tiểu liên bạn này? Bạn chặn được phóng lựu là bạn đã ghê lắm rồi, nhưng bạn không thể làm mà chặn được đạn tiểu liên đâu bạn nhá. Đạn tiểu liên là ghim thẳng vào cái mặt bạn rồi, bạn chạy làm sao được, bạn hiểu không? Ok, đây rồi. Ui, thì đến cuối, đây rồi, chơi super tỉa với tôi à? AK chơi super tỉa, ai sẽ là người chiến thắng đây? Từ, để tôi dựng bom keo luôn nhá. Giỏi ra đây chơi, đứng vào lớp đó, lớp la lớp ló ở phía trên như một con chó như thế nhá. Nào, ra đây nào bạn ơi. Sao các bạn cứ phải cố gắng níu kéo làm gì, níu kéo làm chi? Ra đi bạn ơi, cứ phải quả là lom dom thế. Tôi ở phía dưới làm gì nhau, tôi còn chục quả bóng kèo nữa, tôi thủ đến tận sáng mai vẫn được, hiểu không? Đấy, ra đây, chơi hậu thổ thái. Thiền sư, nó cứ núp ở phía bên trên mọi người ạ. Trên nó lợi thế quá, trên mà nó vuốt phát đầu mình là coi như mình toi mạng luôn mọi người ạ. Bà đè, hãy bắn đi khi còn có thể bạn ơi. Nào, dựng kéo ra. Chúng ta sẽ càng ngày là càng tiếp cận tầm gần thiên nhiên nhá. Bởi vì như mọi người thấy là cái vòng bo ta đang bắt đầu thu rồi. Quả này nếu mà không xử thiên nhiên ngay lúc này thì không còn một lúc nào khác luôn mọi người ạ. Ây à, nó chơi nhỏ luôn à. Căng nhờ. Ông bà bắn nhỏ thế là bạn toang rồi đấy. Ây sao cái vòng bo thu nhanh thế? Nào từ từ bạn ơi. Bạn ơi, đừng. Quả này tôi thành tốt rồi, bạn đừng mà làm gì nhá, để tự nhiên tôi thành tốt cho à. Tôi phải tốt một trận này, các bạn khán giả là kỳ vọng hết vào tôi này. Ê, bạn ơi, đừng bắn mình mà mình lên đây rồi. Bạn làm gì đấy, bạn ơi, đừng làm gì mình nhá. Đây, mình chạy ra ngoài đây, đây rồi, mày đâu, mày đâu là con chó này, bắn tao đi, ở trên mặt đất nữa đi con chó. À, mày thấy ghê chưa? Ok, và nếu như mọi người thấy video hôm nay thì mọi người đừng quên ấy, để lại giúp mình một like và chế subscribe kênh YouTube để có thể ủng hộ cho mình mọi người nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau.